Tại trường Trung học cơ sở Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức sinh hoạt tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh của trường. Tại buổi sinh hoạt dưới cờ của trường Trung học cơ sở Thới Xuân, trợ giúp viên pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền cho các học sinh về luật trợ giúp pháp lý, trong đó phổ biến cụ thể đối tượng được trợ giúp pháp lý, hình thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, học sinh còn được tuyên truyền về luật phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường, đưa ra các tình huống để học sinh giải đáp. Các thắc mắc của học sinh cũng được tuyên truyền viên pháp luật giải thích kịp thời.